Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình luyện thi đại học bộ môn tiếng Anh. Thi đại học bộ môn tiếng Anh thì với nhiều học sinh có lẽ sẽ nghĩ là nó rất là khó và rất là cao siêu. Nhưng mà thực tế để đạt điểm cao, thậm chí là điểm tối đa trong cái kỳ thi đại học bộ môn tiếng Anh là điều hoàn toàn có thể. Nhưng lại nó lại có những yêu cầu sau đây. Thứ nhất là cái độ chăm chỉ của các em. Các em phải có một độ chăm chỉ rất là cao đối với bộ môn này. Thứ hai, đấy là chúng ta cần phải có một chiến thuật để ôn tập và luyện tập. Chiến thuật để ôn tập và luyện tập là thế nào? Các em cần phải biết rõ đề thi đại học tiếng Anh gồm những phần nào, kiểm tra những cái gì. Ví dụ nó bao gồm có bao nhiêu dạng bài tập và nó bao gồm những cái dạng ngữ pháp và từ vựng gì để chúng ta có thể lên một kế hoạch về thời gian để có thể luyện tập và đạt được kết quả cao nhất. Và sau đây tôi xin giới thiệu cấu trúc của đề thi đại học khối D và khối A1. Chúng ta có thể nhìn lên bảng và nhìn thấy khác với cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, nó có một sự thay đổi. Đấy là có thêm phần tự luận là kỹ năng viết. Thì đề thi đại học khá là ổn định. Qua những năm gần đây là có 80 câu trắc nghiệm và gần như là sẽ không có gì thay đổi trong những năm tới. Phần đầu tiên người ta kiểm tra chúng ta sẽ là phần ngữ âm. Ngữ âm nó sẽ bao gồm có hai phần, đấy là phương thức phát âm và trọng âm từ. Phương thức phát âm thì thường là gồm có hai câu. Nó chính là dạng mà học sinh quen thuộc ở trên lớp. Nó thường là tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. Và như các bạn biết là họ thường gạch chân những cái chữ cái viết giống hệt nhau. Tuy nhiên cái đọc lại khác nhau trong tiếng Anh. Cái này thì rất là khác với tiếng Việt. Tại vì ví dụ tiếng Việt chúng ta có chữ A thì vào từ nào cũng chỉ đọc có chữ A thôi ạ. Nhưng mà nếu như là chữ A trong tiếng Anh nó có khoảng 8 cái đọc. Và đấy chính là cái nguồn để làm cái dạng bài tập này ạ. Phần thứ hai chính là phần trọng âm từ. Trọng âm từ là dạng bài mà hãy tìm từ có phần có cái trọng âm khác với những từ còn lại. Tiếng Anh với những từ có từ hai âm tiết trở lên thì luôn luôn nhấn vào một âm tiết nào đó. Cái đấy được gọi là trọng âm từ. Và nhiều học sinh thì dường như là bỏ qua cái phần này tại vì chúng ta tập trung nhiều vào ngữ pháp và từ vựng theo chương trình của sách giáo khoa hơn. Phần thứ hai chúng ta kiểm tra là phần ngữ pháp và phần từ vựng. Ở đây phần từ vựng nói thì nghe rất là đơn giản nhưng nó bao gồm rất là nhiều phần trong này. Chúng ta sẽ bị kiểm tra về danh từ, động từ. Trong động từ thì sẽ là chia động từ này, sự phù hợp giữa động từ và chủ ngữ. Ngoài ra có thể là trạng từ, tính từ và cả từ nối nữa. Phần này sẽ có 7 câu. Tiếp theo là phần cấu trúc câu, nó sẽ bao gồm chúng ta 5 câu. Cấu tạo và sử dụng từ sẽ có 6 câu. Các cụm từ cố định. Cụm từ cố định ở đây trong tiếng Anh chúng ta gọi là collocation hay là những cái phrasal verbs mà các học sinh rất là sợ. Nhưng mà cũng không phải lo lắm tại vì nó chỉ có 4 câu thôi ạ. Tiếp theo là phần từ đồng nghĩa và dị nghĩa, nó sẽ có khoảng 3 câu. Phần thứ 3 trong đề thi đại học chính là kiểm tra về chức năng giao tiếp. Cái này thì thông thường chúng ta không nhìn vào ngữ pháp, không nhìn vào từ vựng, mà nó dựa vào ngữ cảnh và đôi khi là các yếu tố văn hóa. Và họ sẽ thường kiểm tra đôi khi nó sẽ là những cái câu hội thoại. Phần này sẽ có 5 câu tất cả. Phần thứ 4 chính là kỹ năng đọc. Trong đề thi đại học thì các bạn biết đấy, những cái câu khó và người ta liệt kê ra là có khoảng 40%. Cái câu trong đề thi đại học là câu khó thì nó tập trung chủ yếu vào cái phần kỹ năng đọc này nên chúng ta phải khá là cẩn thận với nó. Thứ nhất là phần điền từ. Chúng ta sẽ phải đọc một cái bài viết, một bài text. Nó sẽ dài khoảng 200 từ và sau đó chúng ta sẽ phải chọn những cái từ phù hợp để điền vào chỗ trống. Phần này sẽ có 10 câu. Tiếp theo là một bài đọc dài khoảng 400 từ. Chúng ta phải đọc để lấy thông tin cụ thể, lấy đại ý. Phần này sẽ có 10 câu. Và một bài đọc là một dạng đọc phân tích. Có thể là suy luận, có thể là bài đọc phê phán. Và đây chúng ta có 10 câu. Phần thứ 5 là kỹ năng viết. Trong kỹ năng viết chúng ta sẽ có hai dạng bài tập. Thứ nhất là phát hiện lỗi sai. Nó sẽ có 5 câu. Và phần viết gián tiếp sẽ có 10 câu. Phần viết gián tiếp thì thông thường là chúng ta sẽ tìm những cái câu mà có nghĩa tương đương với câu trên. Hoặc là chúng ta sẽ phải kết nối hai câu vào với nhau. Và đây là cái cấu trúc chung của đề thi tiếng Anh khối D và khối A1 và đã ổn định trong những năm gần đây. Các em nên lưu ý những cái dạng bài tập chúng ta cần phải luyện tập rất là thường xuyên. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên. Cái phần mà trên bảng ở đây đã nói rất rõ, đấy là phần ngữ âm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên đề đầu tiên, đấy là phần ngữ âm. Trong phần 1, cô sẽ giới thiệu với chúng ta cái được gọi là phonetic symbols, hay gọi là những ký hiệu phiên âm quốc tế. Đây là những cái phần mà khi tra từ điển chúng ta sẽ thấy đây chính là cách đọc của các từ. Nhưng mà nhiều bạn học sinh thì không biết cách đọc như thế nào. Bây giờ cô sẽ giới thiệu qua về các cái phiên âm quốc tế như sau. Thứ nhất, nó chia làm hai phần. Thứ nhất là vowels, là những nguyên âm. Chúng ta có những nguyên âm đơn. The diphthongs là những nguyên âm đôi.
Tiếp theo là consonants, chính là các phụ âm. Chúng ta nhìn lên bảng, chúng ta sẽ tập cách đọc và hiểu những cái nguyên âm đơn trước. Đầu tiên chúng ta sẽ có âm i, i, i và âm i, i, i. Chúng ta sẽ nhận thấy đây là âm i dài và đây là âm i ngắn. Âm i dài có dấu hai chấm để chúng ta có thể phân biệt được. Chúng ta sẽ lấy ví dụ như sau: sheep, 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 con cừu đúng không ạ? Ship, 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 con tàu. Những ví dụ khác như heat, 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 sức nóng. Hoặc hit, 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 cú đánh. Âm tiếp theo, đây là âm u ngắn và đây là âm u dài, có dấu hai chấm đúng không ạ? U, 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 u. Chúng ta lấy ví dụ foot, 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 chân. Or shoe, 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 đôi giày. Âm tiếp theo e, e, e. Âm này rất giống âm trong tiếng Việt nên vì thế phát âm không có gì quá khó khăn. Ví dụ hat, đầu của chúng ta phải không ạ? Hat, bat, cá cược, like this. Âm tiếp theo giống như chữ e ngược, âm này là âm rất là nhẹ trong tiếng Anh, chúng ta gọi là e, 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 đọc rất là nhanh, thông thường nó hay xuất hiện ở cái chữ error ở cuối một số các cái từ danh từ chỉ người. Ví dụ teacher, 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 observer, 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 about, about. Âm tiếp theo là âm rất giống số 3 và có dấu hai chấm, đây là âm ơ dài. Ơ, ơ, ơ. Chúng ta có thể gặp nó trong các từ như girl, girl, nurse, nurse. Đấy. Âm tiếp theo là âm o dài. O, o, o. Chúng ta sẽ gặp nó trong những cái từ ví dụ như âm o dài chúng ta sẽ gặp trong những từ ví dụ như for, số 4. Âm tiếp theo chúng ta sẽ thấy nó nửa chữ âm này thì nó giống như là hai cái chữ e đúng không ạ? Ngược lại với nhau, đây là âm e bẹt trong tiếng Anh. Âm này khi đọc chúng ta sẽ mở mồm tương đối rộng, đọc nó sẽ hơi giống nửa a nửa e một chút. Và trong tiếng Việt thì thông thường mình đọc chữ a mình sẽ mở mồm rất là to, chữ e thì mồm mình tròn hơn đúng không ạ? Để đọc cái âm này chúng ta để mồm chữ e và đọc ra chữ a, 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 like this. For example, cat. The next sound is o, o, o. Âm này chúng ta mở mồm nhỏ hơn với âm này một chút. Thế okay. Âm này chúng ta sẽ thường gặp trong những cái từ ví dụ như love, money, or but. Vậy nó có thể được viết với cả chữ u nữa. Âm tiếp theo, âm a dài, o, o, o. Âm này là âm khi đọc chúng ta rất là thoải mái, lựa chúng ta sẽ đọc thấp xuống một chút. Chúng ta sẽ gặp nó trong những từ ví dụ như là fast, một từ học từ chương trình lớp 10, harvest, harvest. Đây là âm o ngắn, âm này đọc cũng rất là nhanh, o, o, o. Chúng ta phân biệt o, 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 o. Ok, ví dụ want, want, want. Qua những ví dụ thì chúng ta thấy là đôi khi những cái chữ cái giống nhau mà được đọc khác nhau đúng không ạ? Phần tiếp theo là những cái nguyên âm đôi, còn gọi là diphthongs. Cái đọc nguyên âm đôi thực ra là rất là đơn giản. Chúng ta đọc nguyên âm thứ nhất dài hơn một chút và nối với nguyên âm thứ hai. Ear, ear, right? Ear, ear. Tương tự air, air. O, o. Ao, ao. A, a. I, I. Oi, oi. Ear, ví dụ như trong từ here, here, ở đây. O, ear, cái tai của chúng ta. Air,
Ví dụ như trong từ there, there, cái ghế của chúng ta, chair, chair, âm O, cái từ, động từ gặp rất thường xuyên, go, right, vote, vote, bầu cử, o, joke, joke, trò đùa, o. Âm out, chúng ta sẽ có những từ ví dụ như count, out. Âm A, chúng ta sẽ có những từ như say. Âm I, chúng ta sẽ có những từ như buy. Âm oi, chúng ta sẽ có những từ ví dụ như boy, boy, noise, choice. Chúng ta đến với những phụ âm. Trên bảng, theo như thứ tự như cô đã viết trên bảng, thì chúng ta sẽ có dòng đầu tiên chính là những phụ âm chúng ta gọi là vô thanh, voiceless sounds. Những hai dòng phía dưới ngoại trừ chữ H này ra, chữ H này cũng là voiceless sound, thì những âm còn lại đều là void sound, hay còn gọi là những phụ âm hữu thanh. Thì vô thanh và hữu thanh nó khác nhau một chút ở chỗ là những phụ âm vô thanh khi chúng ta đọc, chúng ta không dùng giọng của mình mà gần như chỉ bật hơi ra thôi. Còn với những phụ âm hữu thanh, chúng ta sẽ dùng giọng của mình để đọc rõ nó ra, và như vậy nghe nó sẽ mạnh hơn một chút. Ra nhìn vào âm đầu tiên, tiếng Việt chúng ta đọc là p, nhưng tiếng Anh chúng ta đọc âm này rất là nhẹ. Chúng ta sẽ đóng môi của mình lại và bật hơi ra. Thế, không dùng giọng của mình mà gần như chỉ bật hơi ra thôi ạ. Ví dụ stop, stop. Right. Ví dụ kéo, pull, pull. Right. Hoặc là quả táo của chúng ta, apple, apple. Âm tiếp theo, chữ phở trong tiếng Việt không có. Trong tiếng Anh chúng ta đọc âm này như sau. Chúng ta sẽ đọc răng của mình chạm vào môi dưới, và nó sẽ phát ra cái âm giống như chữ phừ, nhưng mà thực ra không ra được hẳn như thế đâu ạ. Nó sẽ là ok. Chúng ta sẽ gặp cái từ này, cái âm này trong một số từ. Ví dụ như trong động từ cười, laugh, laugh, laugh. Số 5, five, five, five. Âm tiếp theo, đấy là âm chữ tờ, và cũng khác tiếng Việt, chúng ta sẽ đọc là ch, ok. Nó xuất hiện trong rất nhiều từ. Ví dụ talk, talk, talk. Âm tiếp theo, ký hiệu như thế này, và thường được viết bởi chữ thờ, thường được viết bởi chữ thờ. Âm này chúng ta sẽ đọc, chúng ta sẽ đưa lưỡi kẹp giữa hai cái hàm răng của mình ạ. Và khi đọc ra chúng ta cố đọc chữ sờ, nhưng nó không ra hẳn, nó sẽ thành là ok. Chúng ta thường gặp trong những từ như sau, thank, thank. Âm tiếp theo thường được viết bởi chữ ch, ok. Watch, watch. Chữ s gì trong tiếng Anh chúng ta đọc rất là đơn giản, ok. Chúng ta đọc trong rất nhiều từ, ví dụ như see, right. Âm này nó giống như chữ s gì nhưng dài hơn một chút. Âm này là âm s nặng hơn một chút. Cái âm này chúng ta sẽ đọc là ví dụ she. Âm tiếp theo chúng ta sẽ đọc là, chứ không đọc là ca như trong tiếng Việt đúng không ạ? Chúng ta sẽ đọc là, ví dụ cock, đấy, có thể được viết bởi chữ c, cock. Và chúng ta có thể gặp nó trong ở cuối một số từ, ví dụ như talk, talk, talk. Âm tiếp theo, những âm ở phía dưới này là những âm hữu thanh, nên khi đọc chúng ta sẽ dùng giọng của mình để đọc. Âm đầu tiên tiếng Việt là b, tiếng Anh cũng cần tương tự như vậy, b, b, b. Chúng ta sẽ gặp nó trong những từ book, book. Âm tiếp theo tiếng Việt là v, tiếng Anh của chúng ta sẽ để cái răng và môi của mình rất giống như cái âm ở trên này đúng không ạ? Tức là răng chúng ta sẽ chạm vào môi dưới, và chúng ta cố đọc ra chữ v, nhưng mà nó sẽ không ra hẳn chữ v được đâu ạ. Ok.
chúng ta sẽ có những từ như là than, than, xe tải. Âm tiếp theo đấy là chữ the. Ở trong tiếng Việt thì trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là d, d, d. Ví dụ do, do, do. Âm này nếu như mà người Anh người ta đọc ấy ạ, ví dụ trong tiếng Việt của mình đọc là đúng đấy thì tiếng Anh người ta sẽ đọc là trúng đấy đấy ạ. Tại vì là cái âm nó đọc rất khác với âm tiếng Việt ạ. Âm này thì cũng thường được viết bởi chữ thờ, nhưng mà cái đọc nó sẽ khác với âm trên này một chút xíu. Khi đọc thì chúng ta cũng sẽ đưa lưỡi ra kẹp giữa hai hàm răng của mình và sẽ cố đọc ra giống như chữ giờ. Ví dụ vịt, vịt, vạt, vì, vầu. Thế âm này chúng ta sẽ đọc là j, j, j. Okay. Âm này chúng ta sẽ gặp trong một số các từ. Ví dụ như jock, jock, joy. Âm tiếp theo chúng ta sẽ đọc là z, z, z. Ví dụ chúng ta gặp trong từ z. Right. Âm tiếp theo chúng ta sẽ đọc là z, z, z. Khác với âm vừa rồi chúng ta bè mồm ra thì âm này mồm nó sẽ cong hơn một chút ạ. Z, z. Ví dụ casual, casual. Âm tiếp theo g, g, g. Rất là nhiều từ có cái chữ này ạ. Get, okay, get. Chúng ta sẽ đến với một cái âm rất là lạc lõng ở trong cái chỗ này ạ. Âm này là âm vô thanh và khi đọc âm này thì rất rất là nhẹ và rất là khó nghe một chút. Nó sẽ là ví dụ như trong hi, đấy, hi, âm này đọc rất là nhẹ nhàng. Âm tiếp theo, chúng ta sẽ có ba âm sau đây, là ba âm có cái đọc hơi na ná nhau, tại vì nó đều là âm mũi. Âm đầu tiên, trong tiếng Việt chúng ta đọc là m, tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là m, m, m. Khi đọc chúng ta gần như đóng hẳn mồm lại ạ, và để hơi nó ra đóng mũi của mình, nên nó được gọi là âm mũi. Chúng ta đọc gần giống như chữ mừ, nhưng mà không đọc ra mồm của mình được đâu ạ. M, m, m. Âm tiếp theo, m, 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 đọc giống chữ nừ đúng không ạ? Với âm này thì lưỡi chúng ta nó sẽ dơ cao lên trên vòng miệng của mình. Mình không cần phải đóng hẳn mồm lại đâu. Nhưng mà mình phát âm làm sao mà cho cái hơi chúng ta thấy, cái hơi nó ra từ mũi của chúng ta thì âm này chúng ta phát âm đúng rồi ạ. Và âm tiếp theo, m, m, m. Chúng ta sẽ có, m, m, m. Ok. Âm này chúng ta sẽ gặp trong một số các từ, ví dụ như mind, mind. Tiếng Việt chúng ta nếu như là tên của một cô gái chúng ta đọc là Mai đúng không ạ? Tiếng Anh nó sẽ là mind, mind, mind. Khi đọc chúng ta thấy mũi chúng ta rung rung lên thì là đúng rồi ạ. Âm tiếp theo mũi luôn, nose, nose, nose. Âm tiếp theo wrong, wrong, wrong. Ok. Âm này khi đọc âm tiếp theo chúng ta sẽ đọc như sau. Hơi giống tiếng Việt đúng không ạ? Chúng ta cong lưỡi lên một chút. Âm này chúng ta có thể đọc trong những cái từ như green, run. Âm tiếp theo chúng ta sẽ cong lưỡi lên một chút. Ừ, ừ, ừ. Lưỡi chúng ta nó sẽ cong lên và chạm vào vòng miệng phía trên. Ừ, ừ, ừ. Okay. For examples, like, like. Âm tiếp theo wa, wa, wa. Trong từ win, win. Âm cuối cùng j, j, j. Chúng ta sẽ gặp trong những cái từ mà thường nó được viết bởi chữ y dài đấy ạ. Year, yellow. Okay. Ở trên đây chúng ta đã có bảng tất cả các ký hiệu phiên âm quốc tế và cách đọc của nó. Chúng ta chỉ cần có vỏ ra thêm một chút thời gian để luyện tập thì chúng ta sẽ thấy là đọc nó cũng không quá khó khăn cho lắm. Và nó sẽ giúp ích chúng ta rất là nhiều trong khi chúng ta làm cái bài thi đại học, cái phần ngữ âm của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách đọc một số các cái có thể gọi là những cái tips, những cái gợi ý giúp cho chúng ta làm cách nào để đoán ra cái đọc của các từ một cách dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu với các cái nguyên âm trước. Chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo, đấy là cách để phát âm những cái nguyên âm. Trong những cái từ mà thường xuất hiện mà có chữ cái là chữ A
thì nó sẽ có một số các cách đọc sau đây, cụ thể là 8 cách đọc đấy ạ. Đầu tiên chúng ta có thể đọc là e, a, a, đây là âm e bẹt. Ví dụ như chúng ta vừa lấy từ con mèo cat, cat. Ví dụ như cái bản đồ map, map, map. Hoặc là thuộc về quốc gia national, national. Tiếp theo có thể đọc là a. Ví dụ như trong từ tech, tech. Hoặc là trong từ tự nhiên nature, nature. Tiếp theo có thể đọc là o. Và đặc biệt nó hay đọc là âm o dài khi mà nó đứng đằng trước chữ l. Ví dụ như trong từ all hoặc all together. Okay. Tiếp theo nó có thể được đọc bằng âm o ngắn. Ví dụ want, want. Từ chất lượng quality, quality. Okay. Tiếp theo có thể được đọc bằng e. Ví dụ như trong từ many, many, any, any. Đấy. Nó có thể đọc bằng y. Ví dụ như trong từ message, message. Okay. Có thể được đọc bằng ví dụ afraid, 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 about, about. Có thể được đọc bằng âm a dài. Ví dụ như trong những từ after, 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 car, car. Và trong đề thi đại học của năm 2013 vừa qua thì chúng ta đã có ngay một câu đã xuất hiện cái âm a này đấy ạ. Và tí nữa chúng ta sẽ lấy nó làm ví dụ sau. Tiếp theo là chữ cái e. Chữ cái e có thể được đọc bằng bốn cách sau đây. Có thể được đọc bằng e. Ví dụ như trong từ educate, educate. Okay. Có thể được đọc bằng y trong rất nhiều từ explore, explore. Okay. Có thể được đọc bằng âm y dài, y trong một số từ, ví dụ như fever, fever. Okay. Có thể được đọc bằng âm ơ, ví dụ interest, interest, interest. Có thể được đọc bằng và tiếp theo là âm y ngắn. Y ngắn thì có thể được đọc bằng ba cách. Đầu tiên nó sẽ đọc bằng y, y, y. Ví dụ như trong những từ sit, sit, sit. Có thể được đọc bằng âm i. Ví dụ như trong số 5 five. Đấy. Có thể được đọc bằng âm er. Ví dụ như trong các từ terrible, terrible, terrible. Tiếp theo là chữ cái o. Chữ cái o có thể giúp chúng ta suy đoán ra một số cách đọc như sau. Thứ nhất, đấy là o, o, o. Ví dụ như trong từ bottle, bottle, cái chai. Có thể được đọc bằng âm o dài. Ví dụ boring, boring. Có thể được đọc thành âm o trong từ son, son, con trai. Có thể được đọc bằng âm o. Ví dụ động từ go, post, right? Joke, right? Có thể được đọc bằng âm er. Ví dụ computer, computer, computer. Có thể được đọc thành one. Ví dụ như trong one, right? Tiếp theo là chữ cái u. Chữ cái u thì chúng ta sẽ có một số cách đọc sau đây. Có thể đọc thành u, 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 u ngắn trong từ put, put, put. Có thể đọc thành u dài, u trong từ include, include. Có thể đọc thành you trong cái từ mà chúng ta vừa lấy ví dụ ở phía trên luôn ạ. Computer, computer. Có thể được đọc thành r. Ví dụ như từ much, cut. Đấy. Có thể được đọc thành r trong từ success, success. Có thể được đọc thành âm ơ dài.
trong từ burn, burn. Tiếp theo là chữ cái y dài. Y dài thì có thể có hai cách đọc sau đây. Có thể đọc là y, y là âm y ngắn đấy ạ. Ví dụ như trong các từ, cái môn học trên lớp của chúng ta, physics. Physics. Okay. Physics. Tiếp theo có thể đọc là âm i. Âm i. Ví dụ như trong từ shy. Xấu hổ. Đây là một số các cái sự liên quan giữa các cái chữ cái và cách đọc của những cái nguyên âm ngắn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số các nguyên âm dài. Chúng ta cũng có một số những cái nguyên âm dài rất là thường xuất hiện trong các cái đề thi. Nên chúng ta sẽ lưu ý một số các nguyên âm dài sau đây. Sau đây chính là sự liên quan giữa các cái nhóm chữ cái với cả cách phát âm của nó. Ở đây chúng ta hay nói đến các nguyên âm đôi, là các diphthongs. Và chúng ta vừa mới nói về cái đọc của nó ở phía trên đúng không ạ? Thứ nhất là hai chữ cái, chữ A và chữ Y đi với nhau. Thông thường thì chúng ta sẽ có hai cách đọc. Hoặc đọc là A, hoặc đọc là air. Đọc là A trong những từ như men, men. Động từ entertain, entertain. Đấy. Đọc là air trong những từ ví dụ như fair, fair. Cái ghế của chúng ta, chair, chair. Tiếp theo là chữ E và chữ A đi cùng với nhau thì có một số cách đọc sau đây. Thứ nhất có thể đọc là E. Ví dụ như trong từ debt, okay. Debt. Có thể được đọc là A. Ví dụ như trong từ great, great, great. Hoặc giờ nghỉ break, break, break. Có thể đọc là y dài trong các từ như sau. Ví dụ như hạt đậu, bean, đánh bại, beat, beat. Có thể được đọc là ear, ear. Ví dụ như trong năm, year, year. Có thể được đọc là âm ơ dài. Ví dụ như trong quá khứ của động từ here chúng ta có hurt, hurt, hurt. Tiếp theo là chữ cái e, i. Chúng ta có ba cách đọc sau đây. A, e và i. Lấy ví dụ it. Đúng không ạ? E, i chúng ta đọc là a, it. Có thể được đọc là y dài. Ví dụ như trong cái trận nhà, sailing, sailing. Tiếp theo có thể được đọc là i. Ví dụ height, height, độ cao. Đấy. Tiếp theo là cái chữ e, e. Cách đọc chúng ta thấy là nó có hai cái đọc giống như ở phía trên đúng không ạ? Đấy là e, i. Và ngoài ra có thêm hai cái đọc khác, đấy là er và ir. Okay. Ví dụ như cái đọc đầu tiên e trong từ phô mai, cheese. Tiếp theo cách đọc là i. Nói dối đúng không ạ? Lie. Cách đọc là er. Ví dụ như trong từ Asian, Asian. Cái đọc là ire. Ví dụ như trong từ quiet, quiet, quiet. Tiếp theo là hai chữ o. Hai chữ o thì có ba cái đọc sau đây. Ví dụ như là ừ, 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 ừ và o, o. Cái đọc là âm u dài thì thường có vẻ là nhiều nhất. Chúng ta sẽ thấy nó trong những cái từ như moon, afternoon, foot, foot. Okay. Cái đọc là u ngắn chúng ta sẽ thấy trong một số từ. Ví dụ như foot, foot, foot. Get, get, get. Cái đọc là o. Ví dụ như trong các từ blood, blood, máu, right? Hoặc là lũ lụt, flood, flood. Tiếp theo là chữ o và chữ u đi với nhau. Chữ o và chữ u đi với nhau chúng ta sẽ có 6 cách đọc tất cả. Thứ nhất là u, u, ơ, o, o, and, o. Ví dụ
Coat. Coat. Âm u dài, chúng ta sẽ có những từ như group, group, souvenir, quà lưu niệm. Cách đọc là âm ơ ngắn, chúng ta sẽ có những từ như famous, famous, tremendous, tremendous. Đặc biệt chúng ta thấy xong những cái đuôi s, right? Tiếp theo, ta có thể được đọc là âm o. Ví dụ trouble, trouble, couple, couple. Có thể được đọc là âm o, âm hồ đúng không ạ? Soul. Có thể được đọc là âm r, mouse, Mickey Mouse, right? Tiếp theo là chữ o và chữ w, chúng ta thường có hai cách đọc, đấy là r và o. Ví dụ như trong con bò, cow, right? Màu nâu, brown, brown. Cách đọc là o, chúng ta có trong từ know, right? Biết, hoặc là throw, ném cái gì đó đi. Đây là một số những cái chữ cái và có những cách, có rất là nhiều cách đọc nên là thường được dùng trong những cái câu khó khó của đề thi đại học, nên chúng ta nên lưu ý một chút. Ngoài ra còn có rất nhiều các cái cặp chữ cái khác mà có cách đọc khá là phổ biến mà chúng ta có thể đoán ra được, ví dụ như những cái chữ u với y dài như trong từ boy, chúng ta chỉ có một cách đọc là I thôi chẳng hạn. Tất cả những cái nhóm chữ cái khác thì sẽ có trong phần tài liệu đính kèm với bài giảng này. Còn đây là những nhóm chữ cái đặc trưng và thường dùng trong các bài kiểm tra, nên chúng ta nên lưu ý hơn. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đấy là các cái cách phát âm thông dụng cho những cái phụ âm. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phát âm các cái phụ âm dựa vào các cái chữ cái ở trong từ mà chúng ta gặp phải trong bài thi. Đầu tiên là chữ C. Chữ C thì trong các từ chúng ta thường có ba cách đọc, có thể đọc là k, có thể đọc là s, có thể đọc là sh. Ví dụ như sau: can or close, đóng đúng không ạ? Close. Có thể đọc là s, thường là khi nào đứng trước các cái chữ y ngắn nhé. Ví dụ như trong từ city, city. Tiếp theo là âm sh, sh. Chữ C có thể được đọc thành âm sờ nặng, ví dụ như trong từ special, special. Tiếp theo là chữ D. Chữ cái D có thể được đọc thành âm d, có thể được đọc thành âm j. Ví dụ, đọc thành âm d trong các từ như sau: day, do, dog. Có thể được đọc thành âm j trong các từ educate, educate, graduate. Okay. Tiếp theo là chữ cái g. Chữ g cũng sẽ có ba cái đọc, có thể đọc là g, có thể đọc là j và có thể đọc là j. Okay. Chữ g chúng ta sẽ lấy ví dụ như sau. Trong từ này chúng ta đọc là gain. Trong từ này chúng ta sẽ đọc là gain. Trong từ khác chúng ta sẽ đọc là origin. Origin, đấy, thế đọc nó sẽ khác đi một chút. Và tiếp theo là ví dụ như trong từ garage, garage. Tiếp theo là chữ sc. Chữ sc thông thường có bốn cái đọc sau đây. Ví dụ như đọc là trong từ con trai sun, sun. Tiếp theo nó sẽ đọc là z trong một số từ. Ví dụ như rise, rise, close, close. Có thể được đọc là âm sh, sh. Thông thường cách đọc là âm sh chỉ có hai từ thôi, đấy là sugar and sure. Okay. Và chúng ta có một cách đọc cuối cùng nữa là j. Cách đọc cuối cùng của chúng ta là j. Trong từ usually, usually. Tiếp theo là chữ cái tờ. Nó sẽ có ba cách đọc. Đầu tiên là t, ch và sh. Ví dụ ten, ten, talk, pretend. Okay. Cách đọc là ch. Ví dụ như trong các từ
Question. Question. Counter. Right? Cái đọc là sh. Ví dụ như trong các từ mention, occasion. Okay. Và cuối cùng là chữ x. Chữ x thì có một số cái đọc sau đây, chúng ta có thể đọc là x, x. Có thể đọc là x, x. Có thể đọc là x, x. Ví dụ example, example. Okay. Có thể đọc là box, box. Fix, fix. Và có thể đọc là luxury, luxury, luxury. Và ngoài ra thì còn có một số các cái nhóm chữ cái cũng thường hay xuất hiện trong cái bài thi ạ. Ví dụ như là chữ CH. Chữ CH thì chúng ta thường thường là có ba cái đọc. Cái đọc đầu tiên là k. Cái đọc đầu tiên là k. Ví dụ như trong từ chemist, chemist. Trong từ mechanic, mechanic. Đấy. Cái đọc là ch. Trong khá là nhiều từ. Ví dụ như chair, chair. Lunch, lunch. Và cái đọc thì sẽ xuất hiện trong những từ như machine, machine. Và chắc là chúng ta có xem chương trình MasterChef phải không ạ? Chữ CH ở đây cũng được đọc là chef, đầu bếp. Chữ GH và chữ PH thì thông thường được phát âm là s. Ví dụ như trong các cái từ earth, earth of love, love, photograph, love and photo or photograph. Và cuối cùng là chữ th, chữ th. Thông thường nó có hai cái đọc như sau, đấy là và chúng ta đã lấy ví dụ của cái âm này rồi và chúng ta chỉ cần nhắc lại thôi, đấy là thank hoặc là this. Okay. Đây là những cái nhóm từ mà có những cái đọc khác nhau, chúng ta nên lưu ý. Và tiếp theo chúng ta sẽ nhắc tới một số những cái phụ âm mà trong tiếng Anh nó gọi là phụ âm câm. Tức là trong từ chúng nó sẽ không được đọc và sẽ gây nhầm lẫn cho rất là nhiều học sinh. Các cái âm câm. Các cái âm câm mà thường gặp thì là những âm như sau. Đầu tiên là chữ bờ. Trong một số từ, ví dụ như từ bom, bom, chúng ta có chữ bờ cuối đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không phải đọc chữ bờ này, mà chúng ta chỉ đọc là bom, bom. Từ cái lược khom, khom. Thế, vậy chúng ta nhận xét là nó hay đứng ở cuối từ và đứng đằng sau cái chữ m ấy, thì nó hay sẽ thành âm câm, tức là chúng ta sẽ không đọc nó nữa. Đôi khi trong những cái từ như doubt, doubt, chữ m ở đây chúng ta cũng không hề đọc. Vậy chúng ta nhận xét nữa là nó đứng ở đằng trước chữ t ở phía cuối một số từ. Tiếp theo là chữ C. Chữ C cũng không được đọc trong một số trường hợp. Ví dụ snack, snack. Clock, clock. Và chúng ta nhận thấy là chữ C mà đứng trước chữ K đúng không ạ? Thì thông thường nó sẽ thành âm câm. Tiếp theo là chữ hard ở trong một số từ. Ví dụ handsome, handsome. Chúng ta không hề đọc là handsome, right? Chúng ta chỉ đọc là handsome. Tiếp theo, chữ hard rất quen thuộc trong từ out, trong từ honest, trong từ exhibition, trong từ vehicle. Đấy toàn bộ là những từ mà chúng ta đã học trong chương trình trung học phổ thông. Đây là bốn cái âm mà thường
gặp nhất. Ngoài ra là chúng ta vẫn còn một số âm câm khác nhưng mà chúng ta ít gặp hơn một chút, thì chúng ta có thể đọc tham khảo trong tài liệu kèm với bài giảng này. Còn ở trên bảng cô giáo chỉ giới thiệu những cái âm mà chúng ta thường gặp nhất thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo, đấy là một cái dạng bài tập khác của phần ngữ âm, đấy là dạng bài trọng âm của từ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số trường hợp rất là đặc biệt được gọi là âm câm ở trong tiếng Anh. Đấy là trong một số từ thì một số phụ âm nó sẽ không được đọc và nó được gọi là âm câm. Và một số các âm câm rất là phổ biến trong tiếng Anh, ví dụ như là cái chữ bờ, được không ạ? Nó sẽ nằm trong những cái từ như bom, bom. Và chúng ta thấy là chúng ta không hề đọc chữ b ở đây. Clomb, clomb, clomb. Ngoài ra còn có từ như những từ là cái lược, khom, khom. Để chúng ta nhận xét thấy là cái chữ B đứng ở cuối câu và đứng đằng sau chữ M thì thường bị đọc thành âm câm. Một trường hợp khác, doubt, doubt, doubt. Debt, debt. Ở trong trường hợp này thì chữ B cũng không đọc. Tiếp theo là chữ C cũng không được đọc trong một số từ, ví dụ snack, clock. Vậy chúng ta nhận thấy là chữ C khi mà đứng trước chữ K trong một số từ thì nó cũng trở thành âm câm. Tiếp theo là chữ H. Chữ H thì chúng ta thường rất là quen thuộc với những từ như là hour, hour. Honest, honest. Ngoài ra còn có một số từ chúng ta học trong chương trình sách giáo khoa, ví dụ như exhibition, vehicle. Trong những trường hợp đấy chữ H đều không đọc, hoặc là exhausted, right? Tiếp theo là chữ D ở trong một số từ, ví dụ như handsome, handsome, right? Hoặc Wednesday, Wednesday. Chúng ta không đọc chữ D trong những trường hợp này. Tiếp theo là chữ N. Chữ N thì nó sẽ có một trường hợp duy nhất thôi ạ. Đấy là khi mà nó đứng ở cuối của từ, đằng sau chữ M thì nó sẽ không bao giờ được đọc cả. Ví dụ như trong từ mùa thu, autumn, autumn. Và chúng ta sẽ không đọc chữ N ở đây. Chữ P cũng là một cái âm mà thường không đọc trong một số từ, ví dụ psychology, psychology. Chúng ta không hề đọc chữ P trong trường hợp này. Hoặc trong từ biên lai, receipt, 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 right? Ngoài ra thì cũng sẽ có một số những cái trường hợp khác, một số những cái phụ âm khác không được đọc. Tuy nhiên những trường hợp đấy nó ít phổ biến hơn và cô giáo có đính kèm nó trong cái phần tài liệu kèm với bài giảng. Chúng ta có thể về nhà đọc và tham khảo thêm. Còn trên bảng là những cái trường hợp rất hay gặp phải trong các đề thi và chúng ta cần phải lưu ý. Đặc biệt là khi họ gạch chân những cái phụ âm dễ trở thành âm câm như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang một cái phần tiếp theo cũng về phần phát âm. Đấy là cái dạng mà chúng ta rất hay gặp, đấy là học cách phát âm của chữ S, ES, ending sound S, ES and ending sound ED. Okay. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo, đấy là chúng ta học cách phát âm của những cái âm đuôi S, ES và ED. Okay. Chúng ta sẽ thấy là khi mà các danh từ thêm số nhiều hoặc là các động từ chia về ngôi thứ ba số ít thì chúng ta thường phải thêm những cái đuôi S và ES ở dưới những cái từ đó. Và nó sẽ dẫn tới một cái cách phát âm nó sẽ khác tùy theo các từ. Và chúng ta sẽ có một số các quy tắc sau đây để giúp chúng ta nhớ ạ. S và ES ở cuối các cái danh từ số nhiều và động từ chia với ngôi thứ ba số ít thì có ba cách đọc. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc là S. Cách thứ hai chúng ta đọc là IS. Và cách thứ ba chúng ta đọc là Z. Với những cái từ mà kết thúc bằng một số các cái phụ âm sau đây thì chúng ta sẽ đọc là S. Và để cho dễ nhớ thì một số học sinh có đọc ra một số các cái câu. Thực ra nó chỉ là giúp cho chúng ta dễ nhớ thôi ạ. Ví dụ như là phải, kính, phục, thầy ta, đúng không ạ?
Các bạn đặt ra cái câu như này để cho chúng ta dễ nhớ hơn một chút thôi. Những cái từ mà kết thúc bằng những cái âm này thì khi thêm S hoặc ES chúng ta sẽ đọc là. Chúng ta lấy thử một số ví dụ sau đây. Ví dụ như stops, chúng ta sẽ đọc là stops, stops, right? Âm k có thể xuất hiện trong những từ ví dụ như talks, talks. Nhưng chúng ta cũng lưu ý, đấy là nếu như một số từ kết thúc không phải là bằng chữ K, có thể bằng chữ khác đúng không ạ? Ví dụ trong từ like, nhưng chúng ta không bao giờ đọc chữ E ở đây, nên chúng ta sẽ coi như từ này cũng kết thúc bằng âm. Và chúng ta đọc là likes, likes, đấy. Tóm lại ở đây chúng ta nói đến âm, chúng ta không nói đến các chữ cái đâu ạ. Tiếp theo là âm. Chúng ta thường gặp với những cái từ roofs, roofs, right? Hoặc động từ loves, loves. Âm tiếp theo chính là chữ thờ đấy ạ. Trong cái câu phải kính phục thầy ta đấy ạ. Ở đây chúng ta thường có những cái động từ mà hoặc là những từ mà được kết thúc bằng chữ thờ. Ví dụ như môn toán ạ. Maths, maths. Tiếp theo là âm t. Ví dụ như trong từ start, stops, stops. Okay. Cách phát âm thứ hai của chữ S và ES khi là đứng ở cuối các từ, đấy là is, is. Chúng ta sẽ phát âm nó là is. Khi mà S khi mà chúng ta thêm ES ở cuối các từ và tận cùng của nó những âm sau đây. S, z, j, s, n, t. Ví dụ class, class, classes. Ví dụ rise, rises. Ví dụ rules, ruses. Judge, judges. Wash, washes. Và watch, watches. Và để phát âm là z thì chúng ta chỉ cần xét tất cả những âm còn lại ngoại trừ những âm phía trên. Ví dụ arrive, chúng ta thấy nó kết thúc bằng âm v đúng không ạ? Nó không thuộc vào hai trường hợp trên, chúng ta sẽ đọc là arrives. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ sang những cái quy tắc để phát âm đuôi ed. Đuôi ed thì chúng ta sẽ thường gặp ở trong những cái động từ để ở quá khứ hoặc là cách hình thành của một số các cái tính từ. Và tương tự thì đuôi ed nó cũng sẽ có ba cách phát âm. Cách phát âm là is, cách phát âm là t và cách phát âm là d. Ok. Đuôi ed sẽ được phát âm là t khi mà nó được thêm vào cuối các từ mà có âm đuôi là t và d. Ví dụ wanted, needed, decided. ED sẽ được phát âm là t khi mà nó được thêm vào cuối một số từ mà có âm đuôi như sau. Tương tự thì các học sinh cũng suy ra một số câu để dễ nhớ như là cái cách để chúng ta ghi nhớ âm ending S, ES vậy. Ở trên là phải kính phục thầy ta thì ở dưới ở đây là phải kính phục sư gì đó. Và ngoài ra chúng ta còn có hai âm này. Tương tự, chúng ta sẽ lấy ví dụ như sau. Stop, stopped, stopped. Talk, talked, talked. Ví dụ như laugh, laughed, laughed. Chúng ta sẽ có pass, passed. Ví dụ wash, washed.
Okay, watch. Watched. Và tương tự chúng ta với những tất cả những âm còn lại, khi thêm ed thì chúng ta sẽ đọc là d. Ví dụ, arrive, arrived. Với những cái nguyên tắc phát âm này thì nó sẽ giúp chúng ta làm hầu hết với tất cả những cái câu hỏi mà dính đến phát âm s, es và ed. Tuy nhiên nó vẫn có một số các trường hợp đặc biệt của cả hai cái trường hợp này. Ví dụ như là trong cách phát âm S và ES thì chúng ta sẽ có những cái từ nó hơi đặc biệt một chút. Ví dụ như từ house. House. Bình thường chúng ta phát âm là S, nhưng khi thêm ES nó sẽ thành houses. 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 Nó sẽ thay đổi cách phát âm đi. Và một số các cái từ trong phần phát âm ed nó cũng có những cái trường hợp rất đặc biệt. Đấy là với một số từ chính xác khi nó là tính từ thì khi thêm đuôi ed vào thì lúc nào chúng ta cũng đọc là it mà không theo những cái nguyên tắc ở đây. Một số từ mà chúng ta thường gặp và đã từng xuất hiện trong các cái đề thi, ví dụ như từ naked. Chúng ta sẽ có naked, có nghĩa là trần trụi. Age, chúng ta sẽ có aged, có nghĩa là cao tuổi, có tuổi. Dog, chúng ta sẽ có dogged, gan lì, bền bỉ. Learn, chúng ta sẽ có learned, ở đây lưu ý nó là tính từ, learned, có nghĩa là có học. Weak, chúng ta sẽ có wicked, tinh quái, danh mãnh. Curse, chúng ta sẽ có cursed, tức giận, khó chịu. Rock, chúng ta sẽ có ragged, bù xù, rách dưới và trông không được đàng hoàng cho lắm. Ngoài ra thì thực ra chúng ta vẫn còn một số từ nữa, nó sẽ được đính kèm vào trong bài giảng. Ở đây cô giáo chỉ lưu ý một số từ mà chúng ta thường gặp phải thôi. Vậy là chúng ta đã nói xong tất cả những vấn đề liên quan đến cách phát âm các từ. Và hy vọng là những cái, có thể nói là những cái tips, những cái cách phát âm này có thể giúp cho các em qua đó thì tự mình học cách phát âm đúng các từ và có thể làm đúng được các câu về phần phát âm ở trong đề thi đại học.